tử vi thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 25 tháng 9 năm 2022 âm lịch ngày bính ngọ tháng canh tất năm nhâm dần. Xung ngày, mậu tí, canh tí xung tháng, giáp thìn, mậu thìn. Giáp tất thứ năm này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày .vn. 1. Tuổi tí ngày 20 tháng 10 năm 2022 dưới tác động của cục diện tương xung, người tuổi tí không biết tiết chế cảm xúc nên dễ có những hành động nóng nảy, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Bạn có thể khiến cho bạn bè, đồng nghiệp có ấn tượng xấu về mình trong gia đình bản mệnh cũng không nên chút cơn nóng giận của mình lên đầu người ấy thay bằng việc hành động bạo lực hoặc nói năng thiếu suy nghĩ bạn nên cố gắng bình tĩnh và tâm sự với nửa kia có thể nửa kia sẽ giúp bạn tìm ra cách khắc phục vấn đề xem ngày tốt xấu theo trực trực thành là ngày tốt cho xuất hành khai trương giá thú nhưng tránh kiện tụng tranh chấp vì vậy nếu có kế hoạch khởi hành đi xa mở cửa hàng mới hoặc cưới hỏi thì bạn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi. giờ tốt 15 giờ, 17 giờ, màu sắc cắt tường đen, xanh, ra trời quý nhân phù trợ, sửu thân thìn. hai Tuổi sửu ngày 20 tháng 10 năm 2022 do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi sửu chẳng còn chín chắn, điềm đạm như mọi khi. Bạn thường xuyên nổi nóng bất kể nguyên nhân gì. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bạn sẽ khiến bầu không khí làm việc căng thẳng không đáng có, khiến mọi người đều thấy khó chịu. Hỏa sinh thổ. May mắn là mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà khá hài hòa, yên ấm bạn có một nửa kia biết thấu hiểu và sẻ chia vì thế đừng ngại kể những chuyện khó khăn với người ấy bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều những người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng bạn nên cởi mở hơn trong các cuộc trò chuyện đừng nên thu mình trong thế giới riêng có lẽ đã đến lúc bạn cần một người ở bên cạnh để bầu bạn chia sẻ nỗi niềm rồi đấy giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường nâu vàng quý nhân phù trợ tý ba tuổi dần ngày 20 tháng 10 năm 2022 người tuổi dần bắt tay vào làm việc gì cũng cảm thấy hăng hái nhiệt tình dưới sự thúc đẩy của tam hợp ngay cả khi cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn bạn cũng không hề nản lòng thoái chí tuy nhiên để kết quả đạt được kết quả mỹ mãn bạn cần nhắc nhở mình tập trung hơn trong khi làm việc nếu thường xuyên phân tâm thậm chí bỏ dở giữa chừng thì bạn khó có thể phát hiện ra được lỗi sai của mình để kịp thời sửa chữa trên phương diện tình cảm mộc sinh hỏa cho thấy có một ai đó đang âm thầm dành tình cảm cho bạn đấy nếu còn độc thân bạn hãy quan sát xung quanh nhiều hơn để nhận ra đó là ai nếu có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu. 4. Tuổi Mão ngày 20 tháng 10 năm 2022 cục diện tương phá cảnh báo nguy cơ tổn thất tài sản cho người tuổi Mão. Vì vậy, người làm đầu tư, kinh doanh chớ nên khinh suất khi đưa ra quyết định trong ngày hôm nay tốt nhất bạn nên nghe ngóng tình hình xác thực thông tin trước khi đưa ra phương án cuối cùng người làm công ăn lương cần chú ý công việc mình đang làm để hạn chế sai sót phải đền bù bằng tiền của chính mình hãy lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn chớ nên chủ quan ngay cả trong những công việc quen thuộc bạn sẽ tránh được nhiều nguy cơ đáng tiếc xem tử vi miễn phí ngày 25 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, m u bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, xanh ngọc, xanh lá cây quý nhân phù trợ, mùi tuất hợi. Nam, Tuổi thìn ngày 20 tháng 10 năm 2022 hỏa sinh thổ, người tuổi thìn độc thân biết thể hiện sức hút của mình nên nhận được sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Bạn có thể trở thành tâm điểm của đám đông, dù xuất hiện ở bất kỳ đâu. Người đã lập gia đình rất có trách nhiệm với mái ấm của mình. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng vẫn luôn dành thời gian để ở bên người thân bạn cũng sẵn sàng giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà nhờ những hành động nhỏ nhặt thường ngày quan hệ của hai người ngày càng khăng khít trên phương diện sự nghiệp thương quan lại đem đến những tác động không mong muốn cho bản mệnh bạn dễ bị cấp trên chèn ép gây khó dễ nên khó có điều kiện để phát huy bản lĩnh của mình trong ngày này bạn cần học cách kiềm chế cơn nóng giận Giờ tốt 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, xám, cà phê quý nhân phù trợ, thân, dậu tí. 6, tuổi tị ngày 20 tháng 10 năm 2022 nhờ có tam hội thúc đẩy, người tuổi tị xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân đối phương sẽ giúp bạn đưa ra nhiều định hướng mới cho công việc tương lai cũng nhờ bản tính hài hòa cởi mở bản mệnh làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người nếu giữ vị thế lãnh đạo trong ngày thứ năm bạn sẽ tạo được uy tín với cấp dưới dẫn dắt mọi người gặt hái thành công trong tháng này vị trí thai thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ do đó không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường, tím, đỏ quý nhân phù trợ, sửu thân. 7 tuổi ngọ ngày 20 tháng 10 năm 2022 cục diện tự hình khiến người tuổi ngọ có những suy nghĩ cực đoan. Bạn thường lý giải sai lời của người khác, từ đó có những hành động bột phát, khiến mọi người đều phải bất ngờ. Tính tình hiếu thắng cũng khiến bạn đưa ra những quyết định quá mức vội vã trong ngày hôm nay. Trước khi bạn bắt tay vào công việc, bạn thường không ý thức được những khó khăn mà mình gặp phải, chính vì vậy, khi va vấp bạn nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và muốn bỏ cuộc. Ngày 20 tháng 10 năm 2022 là ngày ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, cam, vàng quý nhân phù trợ, dần, mùi. Tuất. Tám tuổi mùi ngày 20 tháng 10 năm 2022 thương quan giáng họa, công sức của người tuổi mùi bấy lâu nay có thể đổ sông đổ bê, khiến bạn lâm vào tình trạng trắng tay do có kẻ tiểu nhân gây hại. Bạn cần cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, chớ nên để kẻ xấu tìm ra sơ hở để hãm hại. Một số người có thể gặp phải khúc mắc với lãnh đạo. Khi đôi bên có suy nghĩ bất đồng bạn cần tìm cách diễn đạt ý của mình sao cho gãy gọn thuyết phục chứ không nên đề cao quan điểm cá nhân hoặc có những lời lẽ kích động may mắn có hỏa sinh thổ bản mệnh nhận được sự sẻ chia của người thân trong gia đình những người giàu kinh nghiệm sẽ đưa cho bạn những lời khuyên đáng quý nếu biết áp dụng những điều này vào cuộc sống bạn sẽ thấy chẳng có khó khăn nào là quá khó vượt qua nữa Giờ tốt 5 giờ 7 giờ màu sắc cắt tường, xám nâu quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. chín Tuổi thân ngày 20 tháng 10 năm 2022 thiên tài trợ giúp người tuổi thân có một túi tiền rủng rỉnh Bản mệnh nhận được những phần thưởng xứng đáng sau nhiều vất vả suốt thời gian qua. Các đối tác khách hàng đều muốn giữ quan hệ để hợp tác lâu dài với bạn may mắn hơn một số người còn nhận được một khoản trợ giúp hoặc đầu tư của người thân thiết bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định sử dụng số tiền trên phải làm sao để những người đã giúp đỡ bạn cảm thấy xứng đáng hỏa khắc kim cho thấy mối nhân duyên của bản mệnh với người khác giới không quá tốt có lẽ bạn vẫn thích dành thời gian cho cá nhân mình hơn là cho một người xa lạ nào đó, vì vậy. Dù có được mọi người xung quanh giới thiệu cho đối tượng, bạn cũng vẫn rửng rưng. Giờ tốt 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, bạch kim quý nhân phù trợ tí. 10 tuổi dậu ngày 20 tháng 10 năm 2022 tử vi 12 con giáp hôm nay nói hỏa khắc kim cho thấy những dấu hiệu dạn nứt trong tình cảm của người tuổi dậu với nửa kia. Bạn cảm thấy nặng nề khi ở bên người ấy. Thậm chí chỉ muốn ở một mình. Nếu không nhanh cứu vãn, rất có thể người thứ ba sẽ xuất hiện trong mối quan hệ của hai bạn. Quan hệ xã giao của bản mệnh cũng tiềm tàng nhiều nguy cơ tốt nhất là bạn nên cẩn thận hơn trong việc kết bạn với người khác chớ chia sẻ hết tâm sự của mình với mọi người chỉ cần bạn nhẹ dạ cả tin một chút thôi kẻ xấu sẽ dùng bí mật của bạn để hãm hại bạn nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay bạn có thể đi về hướng tây nam để gặp hỷ thần hoặc hướng đông để gặp tài thần đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn thuận lợi hơn Giờ tốt 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường. 11. Tuổi tuất ngày 20 tháng 10 năm 2022 hỏa sinh thổ. Người tuổi tuất độc thân có thể nhận ra rằng mình đang có tình cảm với một người nào đó. Bản mệnh nên chủ động hơn trong việc giữ quan hệ với đối phương. Còn nếu cứ trần trừ, do dự, bạn sẽ để mối nhân duyên tốt lành trôi qua mất người đã lập gia đình luôn biết cách giữ khoảng cách với những người khác giới nhờ vậy mà bạn có thể duy trì được thanh danh của mình cũng như hạnh phúc gia đình bạn và nửa kia luôn tin tưởng lẫn nhau cùng nhau vượt qua khó khăn cuộc sống thực thần cho thấy nhiều người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh bạn nên có cách sử dụng đồng tiền một cách hợp lý tốt nhất là chi tiêu tiết kiệm tránh phung phí cho những mục đích không thực sự cần thiết. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng, xám quý nhân phù trợ, dần, ngọ tuất. 12 tuổi hợi ngày 21 tháng 10 năm 2022 xuất hiện tam hợp khuyên con giáp tuổi hợi dành sự quan tâm, tôn trọng và quý mến cho người mà bạn yêu thương. Hứa hẹn người ấy sẽ nói những lời ngọt ngào và động viên để bạn cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Ngày thứ sáu này đem đến một cuộc thảo luận nghiêm túc lâu dài vì tương lai của tuổi hợi. Nhờ chính quan mà mọi việc sẽ đi đúng hướng, nhưng đòi hỏi bản mệnh cần phải cư xử có trách nhiệm hơn. Chính điều này cho bạn thêm động lực và suy nghĩ nghiêm túc về những gì đang diễn ra. Thổ thủy xung khắc cho thấy hôm nay bản mệnh phải chịu áp lực, mệt mỏi rất nhiều. Nếu bạn đã đủ gắng sức rồi thì buổi tối nên nghỉ ngơi một chút hoặc nghe bản nhạc yêu thích. Xoa bóp cơ thể để tâm trí được hoàn toàn thả lỏng. Giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, vàng, tím quý nhân phù trợ, mão, thân.